Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tàu Chính Nghe Nhìn Việt Nam. Và trong bản tin ngày hôm nay, ngày 5 tháng 6, như thường lệ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những tin tức mới nhất nhé. Các bạn thân mến, Xiaomi đã ra mắt chiếc smartphone flagship cao cấp Mi 9 vào tháng 2 năm nay. Sắp tới đây thì nhà sản xuất Trung Quốc sẽ tiếp tục ra mắt biến thể Mi 9T. Theo xác nhận từ trang Twitter của Xiaomi thì Mi 9T sẽ được ra mắt vào ngày 12 tháng 6 tới đây. Tuy nhiên thì Mi 9T không phải là một chiếc smartphone hoàn toàn mới, mà trên thực tế đây chỉ là tên gọi khác của Redmi K20 với ra mắt tại Ấn Độ tuần trước. Dự kiến thì sẽ có một phiên bản Mi 9T Pro, mà thực tế sẽ chính là Redmi K20 Pro. Mới đây thì những hình ảnh thực tế đầu tiên của Xiaomi Mi 9T kèm vào hộp đã được rò rỉ, đồng thời xác nhận những thông tin ở phía trên. Chúng ta có thể nhận thấy là thiết kế của Mi 9T giống hệt với Redmi K20 Pro, cũng có camera thò thụt, cụm 3 camera ở phía sau. Tuy nhiên thì có một điểm khác biệt ở cấu hình phần cứng, đó là khi Mi 9T sẽ được trang bị con chip Snapdragon 730. Ngoài ra thì Mi 9T cũng được trang bị màn hình AMOLED 6.39 inch, camera 48 MP và dung lượng pin 4000 mAh. Rất có thể trong thời gian tới đây thì Xiaomi sẽ ra mắt cả hai chiếc smartphone Pocophone F2 và Pocophone F2 Pro, chính là Redmi K20 và Redmi K20 Pro nhưng trên thị trường quốc tế. Các bạn mến, Apple đã không nhắc gì về tính năng họ mới trang bị cho iOS 13. iPhone sẽ không thể sạc đầy 100% pin để kéo dài tuổi thọ pin. Tính năng mới được Apple bổ sung vào iOS 13 được hãng công bố là sẽ giúp tối ưu hóa tốc độ sạc pin để tăng tuổi thọ. Cụ thể thì trí tuệ nhân tạo sẽ dựa vào thói quen sạc hàng ngày của bạn và chờ sạc từ 80 đến 100% pin cho đến khi bạn cần sử dụng nó. Còn thông thường khi thói quen sử dụng của bạn không tốn quá nhiều pin mỗi ngày thì trí tuệ nhân tạo sẽ quyết định chỉ sạc pin cho iPhone tối đa mức 80%. Như vậy là iPhone của bạn sẽ mặc định không thể sạc đầy 100% pin, nhưng bù lại nó sẽ giúp làm giảm quá trình lão hóa pin. Pin bên trong điện thoại thông minh hao mòn nhanh hơn khi chúng được sạc trên 80%. Nhưng Apple cũng hiểu rằng có những người không được thoải mái lắm khi đi du lịch và bắt đầu một ngày mới với dung lượng pin không đạt 100%, nên họ cũng có bật hoặc là tắt tính năng này trong phần setting. Các bạn thân mến, sau những tin đồn thì Vivo Y12, smartphone tầm trung của Vivo đã ra mắt với cấu hình cũng mức giá tốt là tiêu chí hàng đầu cho chiếc máy này. Vivo Y12 được trang bị màn hình kích thước 6.35 inch được phân giải là HD+ và đi kèm với thiết kế notch hình giọt nước ở cạnh trên. Bên trong điện thoại hoạt động trên hệ điều hành Android 9 Pie với sức mạnh xử lý cung cấp bởi con chip MediaTek Helio P22, đi kèm với dung lượng RAM 3GB hoặc 4GB và bộ nhớ trong là 32 hoặc 64GB. Ngoài ra thì Vivo Y12 còn gây ấn tượng với 3 camera phía sau có độ phân giải là 13, 8 và 2 megapixel, trong khi ở mặt trước sẽ là camera selfie 16 megapixel với cường độ f2.0. Hơn nữa thì Vivo Y12 còn sở hữu viên pin 5000 mAh, hứa hẹn là sẽ đáp ứng tốt 2 ngày sử dụng của người dùng. Và cuối cùng thì Y12 sẽ có giá bán khởi điểm là $473, tức là khoảng 4 triệu đồng cho phiên bản RAM 3GB, ROM 64GB. Trong khi biến thể 4GB RAM và ROM 32GB sẽ có mức giá là $187, tức là khoảng 4,4 triệu đồng. Ok, vậy là vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau điểm qua những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh YouTube của Tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Và nếu như bạn có bất kỳ những câu hỏi hay kiến đóng góp nào thì hãy để lại thông điệp phía dưới phần bình luận của video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye!